Dâu dâu dâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kèo dự đoán PK ngày thứ 2 vào ngày 26 tháng 8. Và đây đang là kèo đấu đầu tiên trong ngày 10 giờ, đây là phần thưởng ngày hôm qua mình nhận được nhá. Và chúng ta sẽ cùng đến với kèo đấu đầu tiên trong ngày 26 tháng 8 này. Hôm nay chúng ta có một cái kèo đấu theo mình có lẽ là gần như là các bạn có thể đoán ra được ai sẽ là người chiến thắng ở game đấu này rồi. Thật sự các bạn, kèo đấu này nó quá dễ để mà đoán đúng không? Kèo đấu Full IO đối đầu với Full IOLI đúng không? Chế trong chế độ Smug. Kèo đấu Smug thì thật các bạn, kèo này quá dễ đoán. Bên phía bên này là 6 con IO với lực chiến là 7.039.626 đánh trước, và bên phía đội xanh là 6 con IOLI với gì nhở? 9 triệu lực chiến, 9.133.038k lực chiến đánh sau. Nhưng mà các bạn phải hiểu như thế này, Kyo vào đầu thì sẽ không có nộ đâu, các bạn đánh thường hết. Trong khi bên phía Iori dị 6 con là Smug, anh em hình dung là gần như là sẽ không có cửa. Và đến bây giờ mình vẫn đang không hiểu tại sao có 2.739 đồng đặt cược vào là Kyo có thể thắng được cái kèo này. Tôi thật với các bạn, kèo này nhẽ kèo này nó phải như thế nào nhỉ? Kèo này nhẽ ra Kyo phải là 9 triệu lực chiến và Iori phải là 7 triệu lực chiến thì may ra nó còn cân, đúng không? Cái kèo này Iori nó đã lợi thế hơn rồi, nó đã lợi thế hơn so với Kyo rồi, mà nó lại còn lực chiến, nó lại còn khỏe hơn. Nên tôi thật với các bạn, một cào ít nhất bên này toàn, tôi hình dung nha các bạn nha, 6 con Kyo này, cứ cho là cả 6 con Kyo lên độc chiêu đi, đánh vào một con thì may ra mới chết được một con ở bên này rồi. May ra nhá, nếu như là trong trường hợp đỏ lắm ấy, gọi là đỏ đít lắm ấy, thì có thể giết được một con Kyo ở bên này, thì 5 con Kyo còn lại cào thì chắc chắn là phải đi ít nhất phải chết ít nhất là 3 con, à 5 con Kyo, 5 con Kyo đi còn lại thì cào ít nhất là phải chết đến 3 con Kyo ở bên này rồi. Tới thật với các bạn là chả có cái cửa nào dành cho Kyo ở bên này hết. Nhá anh em nhá, không có một cái cửa nào luôn. Tôi không nhìn ra một cái cửa nào, cái kèo này nó giống y hệt cái kèo siêu nữ trận cuối cùng hôm qua vậy. Gần như là sẽ không có cửa chiến thắng nhá. Và tất nhiên rồi, sự lựa chọn của MBG là đội xanh. Và anh em không phải đắn đo gì trong kèo đấu này nữa đâu, đúng không? Các bạn có bao nhiêu tài nguyên, các bạn có bao nhiêu kim cương. Giá như mà nó được đặt bằng kim cương thì có lẽ là tôi cũng đặt hết cái 48.000 kim cương này của tôi thôi. Vì thật sự với các bạn, kèo nó quá dễ để đoán rồi, đúng không? Và chúng ta không có gì mà khó khăn trong việc lựa chọn nữa. Có khả năng ngày hôm nay nó sẽ là một cái kèo full tướng, đối đầu với full tướng anh em nhá. Hôm nay thì kèo có lẽ nó sẽ dễ đoán hơn ngày hôm qua khá là nhiều đấy, đúng không? Rồi, ok, chốt lại chúng ta lựa chọn kèo xanh với 200.000 vạn tệ nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong clip dự đoán tiếp theo trong ngày hôm nay vào lúc 12 giờ. Chúc em một ngày mới thật sự là vui vẻ nhá. Bye bye.